Nước Trung Hoa và thời nhà Tống, các phái võ tung hoành trên giang hồ như trăm hoa đua nở. Chiến phái hành hiệp cũng lắm, mà bà ngôn tả đạo cũng nhiều. Đáng chú ý hơn cả là phái cổ mộ, mà bí kíp sư phụ truyền lại là phô sách Ngọc Nữ Tâm Kinh. Muốn luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, bắt buộc phải có một người nam và một người nữ, cả hai cùng khỏa thân ngồi đối diện nhau, áp bàn tay vào nhau, nhưng tâm hồn phải tuyệt đối thanh khiết. Nếu không thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, làm điên loạn tâm hồn và thể xác. Đại đệ tử của phái cổ mộ là Lý Mạc Sầu, tâm niệm bất chính, lúc nào cũng muốn dành Ngọc Nữ Tâm Kinh để tập riêng cho mình. Trong khi sư muội là Tiểu Long Nữ, nhớ lời di huấn của sư phụ, quyết không để bộ sách ấy lọt vào tay sư tỷ. Trong thời gian khổ luyện võ công trong khuôn viên cổ mộ, vì hoàn cảnh đẩy đưa, Tiểu Long Nữ nhận một thiếu niên tên Dương Quá làm đệ tử. Ngày ngày thầy trò gần gũi, Dương Quá lớn dần theo thời gian. Hai người đã xóa biên cương tuổi tác, vượt cả tình cảm thầy trò để yêu nhau, mặc dầu xã hội thời ấy gắt gao nghiêm cấm. Thời thế đẩy đưa, Tiểu Long Nữ phải giả từ cổ mộ bước chân ra giang hồ. Trên đường hành hiệp, Tiểu Long Nữ và Dương Quá gặp biết bao nhiêu sóng gió thập tử nhất sinh. Một trong những kẻ thù lợi hại là đệ tử đông đảo của phái Toàn Chân. Rồi Tiểu Long Nữ bị trúng độc hoa tình. Hai người phải chia tay nhau để Tiểu Long Nữ đi ẩn cư chữa bệnh. Hẹn sẽ tái ngộ 16 năm sau. Thời gian chậm trôi, hai trái tim cùng thao thức đếm từng ngày chờ đợi. Nhưng rồi buổi tái ngộ cũng đến. Ôi, còn cảnh nào xúc động hơn phút tương phùng sau 16 năm trường đăng đẳng. Chim rừng ríu rít ca để chia sẻ, suối ngàn róc rách reo như chúc mừng. Đôi uyên ương nối lại tình xưa trong nắng ấm chan hòa. Mười sáu năm rồi đó nha. Mười sáu năm tao quyết tâm chờ chờ đợi đợi cô Long rồi đó hả? Ngày hôm nay, ngày hôm nay là ta hẹn hò cô Long tập tại đây. Mười sáu năm xa cách, mười sáu năm mà ta không dê em nào hết, chỉ chờ đợi cô Long. Cô Long đẹp tuyệt trần của ta, đẹp mỹ miều của ta. Tới khi đó ta sẽ giang hai cánh tay này. À không, một cánh tay thôi. Một cánh tay mà đậm đà tình nghĩa. Ủa sao giờ này chưa tới? Không lẽ bị kẹt xe? Mít vững. Không lẽ giữa đường quan có cây mít? Cái gì mít? Ta té mà không chịu đổ gì hết trơn, đau đến muốn chết mà. Anh tới lâu chưa? Cái gì vậy? Tôi tới lâu mà kệ tôi, bà té mà kệ bà, tự nhiên kêu tôi đỡ như vậy. Thôi đi chỗ khác chơi, tôi hẹn cái đà tôi. Dương Quá này phải không? Ừ? Sao biết tên ta? Quá Nhi. Vậy? Tiểu Long Nữ đây. Cái gì? Cô Long đây, Quá Nhi. Ê, vậy chị, bà nói lại coi. Bà là Tiểu Long. Bà diễu hay quá ha. Tiểu Long Nữ hả? Xin lỗi bà nha, bà là khủng long nữ đó bà, đừng nói giỡn hoài. Quá Nhi. Như vậy? Xa cách mới 16 năm, Quá đã nở thay lòng đổi dạ rồi sao? Ê, sao mà biết ta với lại cô Long xa cách nhau 16 năm? À,
Thì ra là bà quen bà Lý Mạc Sầu kể cho bà nghe chuyện tình của ta và cô Long phải không hả? Trời ơi, chính ta là tiểu long nữ đây. 16 năm trước ta trúng độc qua tình ở Tuyệt Tình Cốc nên phải đi ẩn cư biệt tích đó. Cái con mẹ Lý Mạc Sầu quá đáng mà dám kể chuyện tình giữa ta và cô Long cho bà nghe. Quá Nhi, tiểu long nữ đây Quá Nhi. Bây giờ chỉ còn có cách đưa bổ bối ra Quá Nhi mới chịu tin mà thôi. Ê, bổ bối gì? Quá Nhi có biết cái gì là quý nhất của phái cổ mộ không? Là Ngọc Nữ Tâm Kinh đó mà. Không sai, Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc nào ta cũng phải mang theo bên mình, vì sợ sư tỷ của ta là Lý Mặt Sầu cứ mất. Đây, chỉ còn có cách ta đưa Ngọc Nữ Tâm Kinh ra, Quá Nhi mới chịu tin ta là tiểu long nữ mà thôi. Bí quyết giảm cân dành riêng cho phụ nữ trên 50 tuổi. Ủa, cái này của ta không phải Ngọc Nữ Tâm Kinh đây. Trắng đỏ mà. Không, đỏ là Ngọc Nữ Tâm Kinh, còn trắng là cặp giò. Quá Nhi, bây giờ Quá Nhi tin là tiểu long nữ chưa? Nè nè nè, bà phải khai cho thiệt nha, bà lượm cái này ở đâu vậy? Trời, bây giờ chỉ còn có cách là ta đưa một chỗ kín nhất của ta cho Quá Nhi tin. Thôi, đừng nha. Quá Nhi hãy xem. Lát ông tiền mà ta cần xích thức của bà nè. Nè. Thì ra đây là tiểu long nữ thiệt đó hả? Không sai. Trời, tiểu long nữ Quả Nhi. Sao 16 năm xa cách sao không chịu đẻ đi mập như vậy? Không đẻ mà được về sao? 16 năm trong cổ mộ an toàn là cây không đó. Cây gì? Cây sâm ngàn năm đó. Trời đất ơi, sâm ngàn năm ăn vô không đứt da là mai rồi đó hả? Biết vậy ta lấy Lý Mặt Sầu cho rồi. Ê, Lý Mặt Sầu và Cốc Khu Đế mà vẫn chưa có chồng sao? Nó khùng khùng tưởng ai dám lấy hả? Quá Nhi, bây giờ chúng ta có thể đi xây tổ nguyên ương rồi. Đi Quá Nhi. Đi Quá Nhi. Cái tay Quá Nhi đâu rồi? Bộ đuôi sao không thấy? Không thấy. Đi làm chém Quá Nhi của cô Lâm. Quá Nhi nói đi, cô Lâm chém chết mẹ nó luôn. Ê, không phải chém ta cả. Chứ tại sao? Cô Lâm biết không? Không. Ừ, phải rồi, ta phải nói cô Lâm mới biết hả? Nói đi. Sao bao nhiêu năm xa cách nhưng quá thương nhớ cô Long. Một ngày đẹp trời, thương nhớ cô Long không biết làm sao hết, đành kêu trời ơi thôi. Ta giang hai cái tay lên trời kêu trời ơi. Thì ngay lúc đó là một chiếc trực thăng bay ngang cán nát cánh tay của ta. Và từ ta thành đồng thủ đại hiệp đó hả? Đau lòng quá Quá Nhi ơi. Còn cô Long, sao 16 năm xa cách làm sao mà sống hả? Chuyện rất là dài dòng đó Quá Nhi. Nếu không nhờ Medicare, có lẽ cô Long đã chết từ lâu rồi. Hả? Cô Long được Medicare hả? Để thì đừng quá bất công cho ta mà. Ta cục ta như vậy mình lên cái chục lần chưa giải quyết đó. Mỗi lần đi bác sĩ phải trả tiền cash không đó hả? Tại ta quen lớn đó Quá Nhi. Quen với ai? Social worker. Quá Nhi biết không, một mình ta chữa bệnh rất là cực khổ. Cô Long không được ngủ trên giường, ta phải giăng một sợi dây trên hai gốc cây. Thôi đi bà ơi. Ta ngủ trên sợi dây không vậy đó. Trời. Thôi đi bà ơi, tứ bà vậy ngủ trên dây, dây nào chịu nổi? Dây cáp đó. Cáp gì? Tàu Titanic. Hả? Trời ơi. Quá Nhi, rốt cuộc 16 năm xa cách mình đã gặp lại nhau rồi. Mình có thể luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Hả? Luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh? Mình có thể đối diện nhau. Đối diện nhau? Mình có thể cởi hết áo quần ra để luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh để trở thành vô địch thiên hạ. Cởi hết quần áo ra luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh? Thôi, cô Long à, cô Long có thể nào khỏi cởi quần áo ra mà luyện được không hả? Tại sao? Tại vì cô Long mình cởi ra rồi ta tôi luyện ta sợ không thành Ngọc Nữ Tâm Kinh mà thành Ngọc Nam Thần Kinh đó mà. Lý Mạc Sầu. Hỏi thế gian tình là chi mà sống chết có nhau. Thiên Nam địa Bắc sông Phi Nhã, lão thử kỳ hồi hàng thử, quan lạc tuyệt ly biệt khổ, tử trung canh hổ si nhi nữ. Ê cái bà kia. Hả? Mà nói gì tốn biểu gì trơn vậy bà? Trời ơi, ta nói ta còn không hiểu nó gì ngươi hiểu. Thì phim tàu nó nói sao tao đã đi trang cho nó giống mà. Ê đứa nghe. Thím hai cho hỏi thăm thím hai. Ê, con mẹ này đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Ta như vậy mà kêu thím hai sao? Nè, con nha đầu kia đừng có hỗn láo với ta nghe chưa. Đúng là có mắt mà không trồng. Ta như vậy mà kêu nha đầu sao? Im lặng, nghe ta hỏi. Hỏi gì? Nhà ngươi có thấy một cô gái trẻ dễ thương, hiền lành, mặc đồ trắng từ trên xuống dưới giống như là một con ma vậy đó, đứng tại đây không? Tên gì? Tiểu Long Nữ. Ha,
người đẹp đứng trước mắt mà không thấy, ta là tiểu long nữ đây. Hey, đồ tiểu nhân bị ổ vô liêm sỉ, đừng có nhận bậy nhận bạn hết chưa. Tiểu long nữ nhưng mà già dữ vậy. Ta sư tỷ của tiểu long nữ, ta là Lý Mạc Sầu 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 Sầu, ta rất là rành tiểu long nữ. Ê, sư tỷ, xa cách mười mấy năm gặp lại không chào hỏi gì hết trơn, đòi đánh liền sao? Chơi thì chơi. Ê, đúng là tiểu long nữ rồi. Con này lúc nào gặp là nó muốn chơi không mà. Ê, cô Long, cô Long, cô Long, để ta, để ta. Cô Long, cô Long. Lý Mạc Sầu, sau 16 năm xa cách, người hãy xem duyên quá đi, võ nghệ cao cường đây. Hỏi thế gian tình là chi chi mà khiến sống chết có nhau. Thôi mình đổi chuyến thật đi, đánh chi cho nó mệt. Trời đất ơi, bao nhiêu năm xa cách vẫn khùng như xưa. Dương Hoa hả? Nói nghe nè. Gì? Đừng quýnh lộn chi cho nó mệt nghe. Bây giờ mình đổi đi nghe. Đổi mình gì? Mình giày nè ha, mình cho tình cảm đi. Tình cảm cho làm sao? Cho tình cảm cho nó dễ. Bây giờ bỏ con tiểu long nữ đi nghe. Lấy em đi. Lấy. Rồi sao? Tại vì mình bỏ tiểu long nữ lấy em, xong mình ăn cắp ngọc nữ tông kinh. Đó, xong mình lên núi, mình luyện. Bởi vì luyện cái đó là phải cởi đồ. Trời đất ơi, luyện chung với em, cởi đồ với em phê hơn với con mẹ già kia chứ bộ. Được không? Là phải đó. Được không? Bắt buộc. Được rồi, ta sẽ quyết tâm để được ngọc nữ tâm kinh, để cùng với Lý Mạc Sầu luyện cởi đồ. Cởi đồ xong luyện ngọc nữ tâm kinh. Nhớ chưa? Được rồi. Thừa lúc sợ là phải chôn liền nghe chưa? À. Trời đất ơi, thiên nam địa bắc si nhi nữ. Trời chơi liền nghe, chơi liền. Trời đất ơi, hỏi thế gian là chi chi, tình là chi chi, chúng ta phải đi, ta phải đi thôi. Nói này công việc nó khùng thiệt. Nhưng mình đỡ hơn nghệ kia. Được rồi, ta quyết tâm lấy ngọc nữ tâm kinh. Cô Long. Hả? Quá nhiên. Chuyện gì cô Long? Quá nhiên. Chuyện của gì? Em. Quá nhiên. Chuyện gì? Đứng đây. Dù quá, hôm nay là ngày tàn của nhà ngươi rồi. Đạo sĩ thúi kia, các ngươi đừng có vô lễ nha. Quá Nhi, chuyện gì? Quá Nhi nhắm đánh đổi bọn này không? Không để cho có Long. Một tay không lại, nhưng mà hai tay thì lại. Đúng. Tưởng ngươi cùng tay mà, quá ra ngươi xạo. Không xạo làm sao ăn được tiền tàn tật hả? Cũng nhờ luật sư giỏi. Muốn nhào vô không? Nhào vô. Sao nhẹ vậy? Tưởng bở hả? Cô Long, ra đây. Quá Nhi. Cô Long thấy chưa? Giang hồ hiểm ác, cô Long phần liễu yếu đào tơ, làm sao mà giữ được ngọc nữ tâm kinh chứ? Đưa cho ta đi, ta giữ cho cha. Không được Quá Nhi. Sư phụ trước khi chết có dặn rằng ngọc nữ tâm kinh là vật bất ly thân, lúc nào á cô Long cũng mang theo bên mình, vì sợ hở ra là có đứa lung manh nó chộp liền, nhất là con mẹ Lý Mặt Sầu đó, lúc nào cũng rình để ăn cắp hết đó. Ta biết rồi, nhưng mà giang hồ hiểm ác, còn cô Long thì liễu đào tơ, đưa tôi giữ cho. Không được Quá Nhi, em không dám làm trái lời di huấn của sư phụ đâu. Quá Nhi nè. Chuyện gì? Nhà Quá Nhi ở đâu? Đưa cô Long về tắm gội thay quần áo đi. 16 năm rồi chưa có được tắm đó. 16 năm rồi ừ. Chưa có tắm. Nhưng mà ta làm gì có nhà mà về ở. Thôi không ấy, ta đưa nàng đi mua theo nha. Đi đỡ đi. 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 16 năm chưa tắm. Quá Nhi, hay là mình vô nhà hàng seafood này cho cô Long ăn tô mì đi. 16 năm rồi chưa được ăn mì đó. Ê, cô Long à, mới ăn rồi ăn nữa hả? Nhưng mà cô Long thèm mì quá à. Thôi được 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 rồi, ta cho cô tội nguyện mà. Qua đây ngồi đi. Ai, ngồi 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 ngồi. Chủ quán đâu? Chủ quán. Hey, hủ tàn tụ lên đây nào. Tụng tàn tụ lên đây đi chủ quán. Sư cô chị à? 这个叫王姓啊，王姓九万姓，我也姓啊，这个王姓，王姓几姓？关你，关你，那听几耶？听怎？怎几？怎几？那那听怎八？他那听怎几？卷几？那那听几得空？得。卷几？得啊！得người chôn ở đầu, qua là người chôn ở đây à? Sáng này người huynh đệ tử của ta, tối nay không thể tha được. Xa cách Quá Nhi có 16 năm trời, mà võ nghệ Quá Nhi bây giờ quá là cao cường, xứng đáng là đệ nhất cao thủ võ lâm. Có gì đâu mà cao cường hả? Thời buổi này mà còn múa tới múa lui nữa. Cắt cục là xong ngay. Uống trà đi.
Dùng trà đây cô Long. Quá Nhi, xa cách Quá Nhi 16 năm, bây giờ mới được gần Quá Nhi. Cô Long uống không nổi đâu. Hay là bây giờ mình lên phòng đó, mình mướn một cái phòng honeymoon, rồi mình kêu room service đem thức ăn lên cũng được. Đi Quá Nhi. Cái gì? Đi. Ê, vậy là ta đã bỏ gói bột nở vào ly nước theo lời của Lý Mạc Sầu rồi đó hả? Tiểu Long Nữ sẽ phì ra thành khủng Long Nữ. Mình sẽ đoạt được Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đây nè. Vô cùng khủng khiếp và đầy kinh dị. Vậy mình phải hy sinh. Không thể chấp nhận được. Bảo trọng. Lý Mạc Sầu. Nhìn hai cái đũa ôm nhôm nhất và thằng lò xô đuột là biết Lý Mạc Sầu rồi đó mà. Ớt nào mà ớt chẳng cái. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng hả? Trời ơi, xui cho nào lấy bà này. Lấy bà này là chết với bà rồi hả? Còn hơn là gá đời mình cho khủng long. Quá Nhi. Ê, ăn ớt kìa. Sao mũi? Hỡi thế gian tình lợi chi mà sống chết có nhau. Thiên Nam địa Bắc sông phi nhạn. Đúng là sao mũi rồi. Đúng rồi sao mũi. Ê, bộ đi sửa sắc đẹp dữ lắm hay sao mà đẹp quá vậy? Review chút đỉnh thôi hả? Đây cái thiệt là quá đẹp đi mà. Trời ơi, nhớ ngày nào đó Quá Nhi chê ta nào. Đen thù lùi nè, ôm nhơm, ôm nhách nè, suông đục, rồi xua đuổi ta thậm tệ vậy đó hả? Ê, đừng có nói vậy chứ. Tại vì trước đây Dương Quá đúng là con mắt mà không trồng đó mà. Đúng rồi. Bây giờ ta mới phát hiện được là ốm bây giờ là mô đen đó hả? Nhưng mà sao mũi à? Bây giờ chúng mình đi nha. Ta không cần Ngọc Nữ Tâm Kinh nữa rồi. Đi đi. Khoan đã. Tại sao? Ngọc Nữ Tâm Kinh đâu? À, Ngọc Nữ Tâm Kinh trong kia kìa. Nhưng mà có con khủng long làm sao ta chịu được. Thôi không, đi đi. Ta cần Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tại sao cần Ngọc Nữ Tâm Kinh? Ô kìa, Quá Nhi. Bộ Quá Nhi Không muốn cởi đồ với ta nữa hay sao vậy? Cởi đồ đó hả? Cởi đồ ai lại không muốn. Nhưng mà cởi đồ bắt mới như Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đi đi đi. Không, ta cần Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tự phóng thôi chứ. Má bà chằn nổi lên rồi. Nhưng mà bây giờ nhà ngươi muốn sao? Bây giờ ta muốn cởi đồ. Ta muốn cởi đồ. Thì Ngọc Nữ Tâm Kinh. Muốn cởi đồ phải có Ngọc Nữ Tâm Kinh hả? Vô lấy lẹ lên. Bây giờ ta phải hy sinh hả? Chắc chắn nha. Lẹ lên. Cởi đồ. Cởi đồ. Là phải lấy Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cởi đồ. Chấp nhận hy sinh chứ không bao giờ chịu chết. Thành kính phân ôn. Chạy ra nữa. Sao chịu được? Sao? Ráng đi mà. Biết rồi. Nhưng mà không thấy gì trên giường ha. Thấy cái gì? Nguyên đống mỡ. Biết rồi, nhưng mà Quá Nhi ráng chịu đựng cái đống mỡ đó đi. Có muốn cởi đồ với ta hay không? À, muốn.
Được rồi à. Bây giờ nha, Quá Nhi ta nói cái gì Quá Nhi làm y chang như vậy. Bởi vì ta nghi là cái ngọc nữ tâm kinh hắn giấu ở trong người. Lẹ lên. Hứa nha. Có ngọc nữ tâm kinh thì rồi cởi liền. Rồi rồi, động tác thứ nhất vào lên nằm cạnh. Lẹ lên. Nằm cạnh hả? Ừ, lẹ lên cỡ nha. Rồi lẹ lên, lẹ lên thì giờ không có. Mất vệ sinh. Có ngọc nữ tâm kinh không? Không thấy ngọc nữ tâm kinh. Chứ thấy cái gì? Dò heo. Bỏ đi, bỏ đi. Trời ơi. Bỏ không? Không, ngọc nữ tâm kinh có thể ở đây nè. Êm quá, êm quá. Lại lên không? Ta đi bây giờ đó. Ôi. Đập quá. Ê. Cởi đi, cởi đi. Cởi hả? Cởi ra liền. Tại sao vậy? Cởi chi? Có ngọc nữ tâm kinh rồi thì cởi đi. Khoan khoan đã. Để ta coi lại coi có đúng ngọc nữ tâm kinh không em. Để coi xíu nha. Trời ơi, ngọc nữ tâm kinh. Ủa? Sao chữ người cái trơn vậy nè? Sao chữ? Coi lộn rồi. Tiếng tạo là phải coi từ dưới đích coi lên. Coi từ dưới đích hả? Đạo. Không, cái sách nè. Vậy hả? Ngọc nữ tâm kinh. Cởi đi. Phương pháp luyện tập ngọc nữ tâm kinh. Trời ơi, đúng rồi. Cởi đi, cởi đi, cởi đi, cởi ra đi. Từ từ, để ta coi cái đã. Động tác thứ nhất, người nữ giơ tay lên và tán thật mạnh vào mặt người nam. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, hay quá. Còn nam. Động tác thứ hai, người nam có quyền bóp. 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 Bóp động. Bóp. Bóp, bóp động. Ngay lỗ mũi của người nữ. Hồi xưa chắc đi tu rồi sao trời. Làm thử coi, làm thử coi đó. Rồi, được rồi. Rồi, rồi, rồi. Động tác thứ ba, người nữ đứng xa người nam. Đưa chân cao lên. Trời ơi, đưa chân cao đã. Rồi. Đưa chân cao lên. Rồi cởi đồ ra. Dạ. Hả? Đá sao? Sao? Đá vô giữa hai chân của người nam một cái bóp. Gì kỳ vậy? Chị đâu biết. Thấy nó luyện là luyện vậy nè. Rồi cuối cùng, người nam. Người nam. Có quyền. Có quyền. Sờ. Hả? Vô chỗ. Hả? Bí huyệt đạo. Hả? Bí huyệt đạo ở đâu? Khoan. Có kỹ nha. Bí huyệt đạo. Biết rồi. Ngay lỗ tai của người nữ. Hay quá. Trời ơi, ngọc nữ tâm kinh này quá hay. Trời ơi, hay quá, hay quá. Đúng rồi. Ủa? Đúng rồi. Ủa vậy con cái phần cỡ đâu? Hả? Phần cỡ đâu? Trời ơi, Quá Nhi. Cỡ thì phải từ từ mới cỡ được chứ. Không, có là có liền hả? Về hang động mới cỡ được chứ. Về đâu vậy? Vậy ha. Để ta nói cho nghe nè. Sao? Bây giờ nhà ngươi đó. Cái gì? Đi vô trong đây đi. Ủa? Quá Nhi. Quá Nhi nè. Trời ơi, con Long ngủ mấy giấc giờ này Quá Nhi mới vô. Thôi bây giờ ngủ tiếp nha, ngủ đi. Kiếm gì vậy? Ủa? Cuốn ngọc nữ tâm kinh của ta đâu rồi? Ê, tao không có lấy nha. Mất cuốn ngọc nữ tâm kinh rồi hả? Tìm coi. Đâu rồi?
Xấu như cùng vậy trời. Cô Long, đừng khóc, mất một chút sao mà đừng khóc nha. Ta đâu có khóc. Ủa, cái làm gì? Ta đã cười. Mất độ mà cười trời. Để cô Long nói cho quán nghi nghe. Cái cuốn đó là cuốn giả. Hả? Cô Long, cái cuốn là cuốn giả. Ừ, mà để cô Lâm nói cho quán nghe rồi nha. Cái cuốn đó đó, ai mà lấy được á nha, mà tập á là sẽ bị điên điên tửng tửng, bị tẩu quả nhập ma luôn. Gì? Ừ. Ai mà tập cuốn giả đó sẽ bị điên điên tửng tửng, tẩu quả nhập ma. Trời. Cô Lâm. Vậy còn cuốn ngọc nữ tâm kinh thiệt bỏ đâu vậy? Trời ơi, ta cứ một chỗ bí mật khác rồi. Cái gì hả? Vậy đi lấy. Thôi, bây giờ giờ ta với ngươi ngủ đi rồi sáng mai đi lấy. Nguyễn Đăng Sầu. Hả? Bà đang làm gì quá Nhi? Hỏi cái gia, tình là chết, mà sống chết có nhau. Thiên Nam để bắt sông Phi Nhạn, hải thử hàng hồi, hào thử. Ngọc nữ tâm kinh, trời ơi, luyện ngọc nữ tâm kinh. Cởi đồ ra, mà nam, bóp, mũi nữ, ta chịu đâu có thấu, ta điên. Rồi trời ơi, cởi đồ ra, luyện nam rờ lỗ tai nữ, trời đất ơi, ta chịu đâu có nổi, ta điên. Bây giờ làm sao thấy chưa Quán Nhi? Không, ta nói với ngươi rồi, ai mà tập được cái cuốn đó là sẽ bị điên, bị tẩu quả nhập ma như bả đó, thấy không? Ghê vậy. Điên trong vườn qua tình ái chứ bộ. Trời ơi, vậy thôi bây giờ ta với ngươi đi lấy cuốn thiệt xong cởi quần áo ra rồi tập nha. Cái gì? Cô Long cởi quần áo ra. Ngọc nữ tâm kinh. Ta chẳng thà lấy bà điên chứ không lấy khủng long đâu. Ôi trời ơi, vậy là ngươi không chịu hả? Vậy thôi để ta tự cởi ra. Ê Long, chị Xuân ơi, chị Xuân à, có nhà không vậy? Trời ơi, chị Xuân ơi, ủa nhà cửa đâu hết trơn á trời ơi trời. Cửa thì không có khóa. Chị Xuân ơi. Tôi Xuân, đây. Xuân ơi. Tôi đây. Quý hóa quá. Chào chị. Mới sáng sớm tinh sương mà ông anh đã ghé thăm. Rước ông anh ngồi chơi xơi nước. Rước chứ đưa cái gì. Hàng xóm với nhau mà chỉ có những người xa lạ vậy đó. Chỉ làm tôi ngại hết sức à. Người ta nói bất kỳ khách sáo thì không sai chút nào. Vâng, mời ông anh ngồi. Ông anh bảo tôi khách sáo á thì không có đúng. Sao vậy? Đất lề quê thói. Mình ở tuy sống ở Mỹ, lễ nghĩa lúc nào cũng phải vuông tròn cho phải đạo chứ ông anh. Chị nói văn chương tùm lum, tôi còn không hiểu huống gì là hai đứa con dâu của chị. Hổm rày tôi nghe chị than, nhưng mà tôi nói thiệt nha, không, chị khó tánh quá, bắt bẻ từng chút, làm sao tụi nó ở nổi với chị. Vâng, mời ông anh sơi cốc nước kìa, rồi tôi trình bày cho ông anh. Ông cứ quở tôi là tôi khó tính, nhưng mà tôi có khó khăn gì đâu nè. Chuyện là thế này, ông nhà tôi chẳng may vắn số, mới vừa tứ tuần thì đã quy tiên. Trời ơi, chị nói chuyện nghe sao mệt quá. Chồng chết thì nói mẹ là nói chồng chết đi. Bài đặt quy tiên với quy y. Tôi đó hả, hoàn cảnh tôi y chang chị vậy đó. Ai hỏi vợ tôi đâu hả, tôi nói bà chết ngắt rồi. Vậy phải dễ hiểu không? Trời ơi, quy tiên quy y. Nè, tôi nói chị nghe, qua Mỹ rồi đó, cái tiếng Việt mình càng ngày nó càng bị quên dần, thấy chưa? Tụi nhỏ mà nó nói tiếng Việt được đó là mình phải mừng, chứ đừng có nói chi mà bài đặt thơ với văn. Giấy rách thì phải giữ lấy lề. Này, ông nghe tôi nói nhé. Ông nhà tôi á, mất đi, để lại cho tôi hai nách, hai đứa con trai. Nghĩ tới thủa ấy, nhà tranh vất đất, đèn dầu một bóng, trăm phần cơ cực, một nắng hai sương, tôi mới nuôi được hai đứa con cho nó ăn học nên người. Bây giờ chúng nó đã học xong và đã có công ăn việc làm hẳn hoi á, nên tôi mới cảm thấy nhẹ được một tí đấy ông anh ạ. Nghe chị nói mà tôi muốn rơi nước mắt. Nhất là cái đoạn mà hai nách hai đứa con trai. Nhiều khi tôi thấy tôi cảm kích chị vô cùng. Chắc có lẽ vì vậy mà bây giờ lưng chị nó hơi gù.
Nhưng mà nói cho ngay thì tôi cũng mừng cho chị. Bởi vì chị có hai đứa con trai đó, đứa nào cũng có hiếu trên á, thằng Tòng với thằng Phạm đó. Mà tôi nghĩ cũng lạ, vì đặt tên Tòng Phạm hình như nó có liên quan tới vấn đề trộm cắp. Giỡn thì thôi, chị có con có hiếu chị là tôi vui rồi. Ông anh nói thế để an ủi tôi thôi chứ tôi đang đứt từng khúc ruột đấy là ông ăn. Nhưng mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt đấy. Ủa chị nói sao vậy? Tôi thấy hai đứa nó hiền lành quá mà. Vâng, chuyện là thế này. Năm ngoái đấy, hai đứa muốn về Việt Nam cưới vợ. Tôi thì nghe cũng mừng trong lòng. Từ vì ông anh thấy đấy, cảnh nhà đơn chiếc, tôi muốn chúng nó yên bề gia thất ấy, để một hai năm nữa tôi có cháu nội ẵm bồng cho nó vui cửa vui nhà, phải không ông anh? Đúng rồi đó, tôi nói chị nghe nha. Dạ. Tôi với chị ở mình êm có mình nè, thấy không? Thì đi vô ra nó buồn lắm. Dạ. Chị xúi tụi nó lấy vợ là đúng á. Rồi tôi nói có chịu lấy không? Có, mới bực mình ấy chứ. Chị vậy? Được hai cái thằng con á, đúng là thứ khôn nhà dại chợ. Việc nhà thì nhiếc nhác, việc chú bác thì siêng. Dặn mãi chúng nó, châu ta ăn cỏ đồng ta. À. Bắc thì lấy Bắc, Nam thì lấy Nam. Mình xe duyên với người đồng hương ấy, thì dễ bề thông cảm hơn, phải không ông anh? Nhưng mà ai đời cá không ăn muối cá ươn. Nó, cái thằng Tòng nhà tôi ấy, rước ngay con vợ người Nam. Quê đâu ở mãi Gò Công ấy. Ôi giời, nó còn khoe với tôi rồi. Vợ nó ấy, là hoa khôi miệt vườn. Mà nói thật với ông anh, tôi chẳng biết miệt vườn là cái miệt gì. Nam kỳ lục tỉnh thời trước đó, người ta kêu bằng văn minh miệt vườn. Nói trắng ra đó là nông thôn miền Nam đó. Nhưng mà nè, hai đứa con chị nó lấy vợ người Nam đó là sao? Không, thằng Tòng ấy, thì lấy cái Cúc miền Nam. Ừ. Thằng Phạm thì phải lấy cái con Bình ấy, người Huế thế mới đau ấy. Đau cái gì chị ơi? Tại vì bị chị có máu kỳ thị đó. Tôi nói cho chị nghe, Bắc Trung Nam á cũng vẫn là một đại gia đình Việt Nam, thấy không? Tôi kể cho chị nghe chuyện này. Mình đi qua Thái Lan á, Mã Lai là Campuchia đó, chị thấy không? Nước nào nó cũng có chè đậu trắng, chè đậu đỏ, chè đậu đen, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam á, tại vì mình có ba miền, cho nên người Việt mình mới chế ra chè ba màu. Vô duyên. Tự nhiên có chè với cháo ở đây. Ví dụ vậy cho chị dễ hiểu đó, thấy không? Nhưng mà ông thử nghĩ coi. Sao? Tôi là Bắc Kỳ chính thống. À. Đứa hai đứa con dâu, đứa miền Nam, đứa miền Trung. Lắm lúc nó nói chuyện tôi chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ lại mướn người thông dịch? Thôi thì chị ơi, chị nói thì sao á? Chứ chị nói chuyện với tôi sao chị nói được? Ôi, ông anh là người ngoài, người dưng nước lã. Chẳng dính dáng gì tới tôi. Đèn nhà ai người nấy dạng. Nhưng mà hai đứa đấy là con dâu tôi. Tôi phải dạy chúng nó sống theo nề nếp gia đình tôi. Nhập gia tùy tục, xuất phạ giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tử tử thì tự xử. Hiểu không? Ê, ông là cái gì? Mà đâu có hiểu, giờ mặt ông hiểu rồi. Là cái gì? Là chồng chết lấy chồng khác. Cái ông này. Ông bà mình đã dạy ấy, dâu con rể khách. À. Tôi phải giáo dục chúng nó. Ừ. Không thôi á, người ta lại cười vào mặt tôi. À. Vì sách có câu ấy. Nữa. Chó gầy hổ mặt người nuôi, người gầy thì hổ công tôi nuôi người. Thôi đi chị ơi, chị khó quá, ai mà ở với chị. Hên là tôi không phải chồng chị à. Tôi mà lấy chị cho tôi bỏ đi lâu rồi. Ông chưa kịp bỏ, tôi đã bỏ trước rồi. Nhưng mà này, dạo trước ấy, khi mà tôi làm dâu của mẹ chồng tôi ấy. Bà... Thôi, bà bỏ cái chuyện đó đi nha. Cái thời đó xưa rồi, chị lạc hậu quá đi chị Xuân ơi. Thời bây giờ nè, ở Mỹ hả, mẹ chồng làm dâu ngược đó cho chị biết. Nè, có nhiều gia đình đó hả, cha mẹ cuối tuần nha, nấu nướng sẵn rồi, mời con cái lại, tụi nó còn không thèm về nữa cho chị hay. Đó đó mà chảnh. Thà là chúng nó đừng ở với tôi, khuất mày khuất mặt á, thì tôi khỏi bực mình. Hồi xưa đấy, khi mà mẹ chồng tôi mỗi lần mà bà mà chừng mắt nhìn tôi thôi á, là tôi đã phải lo làm vui lòng bà rồi. Bây giờ tôi
tôi nói toạt vào mặt chúng nó mà chúng nó chẳng thèm hiểu gì hết. Ôi chị ơi, là tại vì chị cứ dùng văn thơ vòng vo rồi sao tụi nó hiểu. Vòng vo là thế nào? Hôm hai đứa mới sang, tôi kêu con Cúc lại dặn nó rằng: sao? Cúc à, mẹ có thói quen ấy, là mỗi sáng á, mẹ ăn sáng vào lúc 8 giờ. Cái thói quen này á, mẹ đã có là mấy chục năm rồi, nhớ nhá. À, tức là ý chị muốn nó chuẩn bị breakfast cho chị lúc 8 giờ chứ gì? Vâng. Rồi sao nữa? Thế mẹ biết nó bảo tôi nào? Nói sao? À, má ăn sáng lúc 8 giờ hả? Má nhớ đánh thức con dậy để ăn chung với má cho vui nha. Ông nghe có lộn tiếc không? Trời ơi, nó cứ giả ngây giả ngu ấy chứ. À, nó có ngu có điếc hay không đấy? Ôi chị ơi, đó là thì từ nay về sau chị cứ nói thẳng đi, úp úp mở mở gì nó đâu có hiểu. Ôi, con dâu cả nó đã vậy gì? Ôi giời, con thứ hai nó còn kinh hơn đấy. Sao vậy? Hôm tôi bảo nói này con à, bữa nào con nấu cho mẹ vài món Huế để mẹ ăn ăn thử nhá. Cái nó bảo với tôi mẹ muốn ăn món Huế để con ra quán sống hương con order cho mẹ ăn nhé. Chuyện thường tình thế thôi mà. Này, cái hôm mà tôi dắt nó qua nhà bà Tín ấy, để tự vì tôi chơi họ bên đấy đấy. Biết gì? Chơi gì? Tôi chơi họ bên đấy đấy. Mà có thù hành như bên hay sao? Không. Ai chơi hụi hả? Chơi hụi. À, hụi là nó họ. Người miền Bắc chúng tôi gọi là họ. À, rồi sao? Khi mà tôi vừa bước vào, con chó nhà bà Tín á, xông mà nó vồ tôi. Trời ơi. Ôi giời, tôi hãi quá. Tôi nắm lấy tay nó. Cái nó bảo tôi vậy nè: mạ đừng sợ, con chó chúng thể nhá hẳn không có răng mù. Trời tức quá tôi bảo đó. Nó nghe nguyên cái hàm răng dài như thế kia, mày bảo là không có răng là như thế là thế nào? Chị à, cái đó là bất đồng ngôn ngữ, mỗi miền mỗi khác, nghe không? Sống ở miền nào thì mình quen cái tiếng miền đó, nghe không? Nè, tôi nghe nói chị Bắc tụi nó nói tiếng Bắc, có đúng không? Cái đó tôi thấy quá đáng đó nha. Tôi á, tôi nghe tiếng Bắc quen rồi. Nè, nghe tiếng Nam, tiếng Huế khó chịu lắm. Ủa chị tưởng tiếng Bắc của chị dễ thương lắm hả? Chị nói nhiều khi tôi nghe thì cũng khó chịu mà tôi không dám nói. Tôi còn nghe nói là chị con Cúc nó kêu chị bằng má, chị Bắc nó sửa lại bằng mẹ, có đúng không? Mẹ là tiếng chuẩn, má là tiếng lai rồi. Trời ơi. Trung tâm Thúy Nga làm về chủ đề mẹ, chứ có làm chủ đề má đâu. Ông anh nhớ cái câu chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Bây giờ ông anh thử sửa lại câu á: trông về quê má ruột đau chín chiều. Nghe vô duyên không ấy? Tôi nói nghe được. Miền Nam tôi cũng có câu vậy. Câu gì? Má ơi đừng bỏ con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu. Thấy không? Đó là chị sẽ tôn trọng cái tiếng địa phương người ta, nghe chưa? Mỗi miền mỗi khác. Tôi nói chị nghe nè, người Huế đó, người ta đâu có kêu bằng mẹ hay là má, mà người ta trộn hai chữ lại thành mạ. Không, không lẽ người ta nói vậy thì chị chê người ta nói sai hả? Tiếng mà ông bảo trộn. Con chào mà. Răng mà mày dậy sớm rồi hi? Rồi. Con chào chú Tư. Ừ. Chú Tư ra răng rồi chú Tư. Ừ, chú đánh răng hỉ mũi rồi con. Không phải như rửa, ý của con là chú Tư khỏe không? À, khỏe, chú khỏe các bên con. Thôi giờ ông thấy chưa? Con đời thủ ở nhà ai mà con dâu á ngủ trương thây trương xác rồi 9-10 giờ mới dậy coi có được không? Mà có ngủ như rửa mà còn chưa đủ. Chồng con đâu? Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ rửa. Không, nó bảo là nó ngủ chưa đủ. Nó sao? Có nghĩa là I don't have enough sleep. À, ok, hiểu rồi, ngủ không đủ. Dạ. Mày còn để dấu nè, chú hiểu lầm.
À, cái này là Cúc vợ thằng Tòng đó hả? Không, không. À, đây là vợ thằng Phạm. À. À, con Bình. À. Mà Ngư Bình. Tên con là Ngư Bình. Cống tăng tốn nữ Ngư Bình. Sách giá phàng còn ghi rõ rõ ràng ràng nè. Con là con nhà hoàng tộc. Con bày đời của vua Minh Màng. À. Mà con là cống tăng tốn nữ Hương Giang. Ba con là giáo sư Tôn Thật Nghiệp. Mà cứ kêu Bình Bình hoài, nghe giọng trái nữa. Mà phải kêu là Ngư Bình, nghe mình lạng mà. Người mày uẩn như nải suối ngự bài là Ngự Bình. Mà thằng này, thằng Phạm nhà tôi không biết mắt mũi để đâu, nó mới lựa con bé này ông anh. Dạ. Mà nói chứ là rồi mà luôn hẳn có cái giá của luôn. Hồi tế con mà về Việt Nam theo con riết mấy tháng con mới xíu lông nữa. Hồi nợ con bạn chè đầu vạn trên sông Hương á. Hắn ghé vô ăn chè mỗi ngày. Hắn ăn chè every day. Sáng chè nè, trưa chè, chiều chè, tối chè. Đến khuya hắn cũng chè. Hắn ăn mấy khăn ỏi ra, hắn vẫn ăn là vì răng. Ừ, có răng mang chè đi chứ con. Không phải rửa, là vì hắn mê sắc đẹp của con. À. Mà chủ tư biệt không? Sao con? Tuy là bạn chè đầu vàng trên sông Hương nghe, mà là vì con nhà hoàng tộc. Ừ. Nên khi lúc mốn mặc áo dài trắng ý nư sánh đông khảnh rửa. Hắn vừa gặp con, hắn quăng hai câu thơ hàng mặc tự liên. À. Mơ khách đường xá, khách đường xá, áo ém trắng quá nhìn không ra. À. Chắc nó tưởng con là ma đó. Đúng rồi đấy. Không phải rửa. Hắn mê con. À, mê con à. Mà khi con gánh hàng về. À. Hắn nói người đi một nửa hồn tối chết. Một nửa hồn kia vẫn bình thường. Rửa. Rõ. Đắt rửa. Nó banh tẻ giống bố nó. Không ngờ con chị nó lãng mạn vậy. Đấy, hồi đấy đấy, ông cũng dùng văn thơ để mà theo tôi đấy. À. Ông còn tặng tôi câu thơ. Sao mà tặng gì? Ước gì anh lấy được nàng. À. Anh để anh mua gặt bát tràng về xây. À, thế là tôi theo ông ấy về nhà. À. Nhưng mà khi mà về ở với ông rồi, chẳng thấy cục gạch nào mà chỉ toàn là phải gắn đất để đổ nền nhà với lại nấu cắm lợn không. Bình à. Chủ tư. Ngư Bình. Không tăng tốn nữ Ngư Bình. Ừ. Ngư Bình. Gớm. Kêu tên con chủ thêm bánh bèo quả. Nè con. Hồi ra hồi nhỏ má con nuôi bằng sữa gì mà sao con có chút xíu. Sữa ông thọ đấy. À. Con không có uống sữa ông thọ. Ừ. Con uống sữa con két. Hả? Nó nói là sữa con két. À. Con két xanh. Hả? Két xanh. À, trời ơi. Thấy chưa? Ông anh thấy không? Nếu mà nó lấy người miền Bắc á thì đâu có phải cái cảnh này xảy ra đâu ông anh. Chủ tư biết không? Hồi tế mà lục mà Nam Bắc chia cả. Không, con cắt con. À. Con không hiểu tiếng, con không hiểu tiếng Bắc. Mà xấu ni rồi, Nam Bắc hết chia cắt. À. Con làm chú hồi hộp quá. Rồi sao đó con? Rồi lúc nữa con mới hiểu tiếng Bắc. Ồ. Oh, hai chú Tư. Sao con nhỏ chú Tư uống sữa chí mà người chú Tư to như rí. Chú uống là sữa ông chúa của Kỳ Duyên. Gì? Sữa ông chúa. À, nói cho nó liền lại. Tôi đã lộn rồi, bà còn lộn hơn tôi nữa. Nè, mà nói thiệt chị nha. Sao? Tôi mà có con gái á, kêu con gì tên Bình phải không? Đúng rồi. Tôi không có gả con trai gì đâu. À, tôi nhắm như người khác xứng hơn. À, ai thế không anh? Bằng Kiều.
là y văn kêu mô răng. Con muốn kiếm giọng tốt hơn. Ừ. Chút xí xí ra đường người ta tưởng hai anh em là răng. Này. Cũng kém vậy hả? Nhưng mà, này Bình. Dạ. À, hôm nay con nhà có khách. À, thôi anh ở lại dùng bữa với mọi mẹ con em. Ôi giời, xin em. À, được không? À, được chứ. Cái này muốn lâu rồi. Bị dùng cái gì được chứ? Cho dùng gì vậy? Con hôm nay nhà có khách, thế con tính nấu món nào để đãi khách với mẹ vậy con? Dạ, cơm hến. Ồ, ngon, cái này ngon rồi. Ôi giời ơi, 6 tháng nay ngày nào cũng ăn cơm hến, riết rồi bây giờ tao thành con hến rồi này. Không dám đâu, chị là con cú. Mà gì? Mà đừng buồn. Con là con gái Huế, một chiếc lá rơi cũng làm con hoảng sợ. Huống hồ chí là con hoàng tộc, ít khi vô bếp. À, mày nói sao? Mày bán chè đậu ván trên sông Hương á, mà mày bảo là mày ít vào bếp, nghĩa là thế nào? Bán chè đậu ván trên sông Hương kiếm chồng cho vui rồi thôi, không phải nghề của con. Mà chủ tư biết không? Sao con? Lúc mà con bạn chè đồ vạn trên sông Hương, ai đi ngang cũng cùng hạt cái cấu thế. Vậy à, câu gì nữa? Trên bến vẫn lâu ai sâu ai tham. Thảm không? Nghe thảm quá. Bán chè mà sao? Hạt như rửa mới ghé vô ăn chè. Nhờ rửa mà mới có tiền đi hạt karaoke. Trời ơi. Đúng rồi, bằng chứng là nó dụ được con trai chị đó. Nhưng mà thế này, thế mày chỉ biết nấu có món cơm hến thôi à? Con còn món cơm độc chiêu, nhưng khi mô mà đau nặng con mới nấu cho mà ăn. Thế món đó món gì mà mày đợi tới lúc tao đau nặng mày mới nấu? Cơm ấm phủ. Hả? Thì ta khỏi cần mày nấu. Vì tới lúc đó ở dưới âm phủ thì món nào chẳng là món cơm âm phủ. Chị Thôi tôi qua đây là cái chánh là thăm chị thôi. Còn tụi nó cho ăn thứ gì cũng được ha. Đừng đòi hỏi nha. Tôi nghe cái cơm đó tôi sợ quá. Thôi, ăn món gì cũng được. Hồi đó đem cơm âm khác là chết rồi. Thôi mày vào gọi cái cúc dây cho mẹ. Nhờ nội cơm rượu khoai nấu. Đi vào gọi cái cúc dê. Cúc ơi, cúc à. Cúc. Trời ơi, nó kêu chị nó mà tưởng kêu gà. Cúc. Trời cái con. Má, trời còn sớm bẩn này sao có lúc sớm vậy má. Thầy quên lộn. Chú Tư. Sao? Chú Tư quẩn quá. Sáng nào chú Tư cũng không làm gì cái qua thăm má con hả chú Tư? Trời ghê ạ. Ôi giời, mày nói thế là chẳng khác nào mày bưng cả một thau nước lạnh mà hất vào mặt khác. Con gái con đưa. Vậy làm cái dâu cái kiểu gì mà 9-10 giờ sáng mà thức dậy là sao? Tại vì con Việt Nam mới qua, con chưa quen vợ bên Mỹ. Ờ, qua đây bao lâu rồi con? Dạ, được 6 tháng rồi. Vậy chắc 6 năm nữa mới quen vợ. Con dâu gì mà ngủ như vậy? Nè, con má chồng nè, 5 giờ sáng thức dậy rồi. Con dâu ngủ hả? Phải có người đánh thức mới chịu dậy. Trời, con nói chú Tư nghe. Nói nào ngay là con đâu biết là qua đây con phải mừng dâu đâu. Hồi đó anh Tòng anh mới về Việt Nam, anh cưới con, anh nói em qua đây đi, không có ai làm phiền em hết trơn á. Cái con hỏi chứ ba má anh á có khó tánh không? Anh nói anh ở có mình ơn nè, ba má anh á bị xe cán chết queo hết rồi. Con hiểu quá. Thiệt, đúng là một cha mẹ sinh con á trời sinh tánh. Tôi với nhà ông nhà ấy một đời thật thà như đếm. Nhưng mà không ngờ đẻ ra hai thằng con mới nứt mắt ra mà nó láo như địa, nó nói láo như người dươi. Trời ơi, thôi chị ơi thông cảm đi, dê gái là nó phải xạo. Hiền hiền như tôi mà gặp gái phải nổ chút chút. Thì cũng chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Con làm gì con? Dạ con chuẩn bị sinh con á. Ai có sinh lòng. Ừ. Nhưng mà này. Dạ. À, mẹ vừa bảo với con mình là nấu cơm đãi chú Tư. Dạ. À, nó nấu cơm hến. Mẹ ăn cơm hến thấy nó khô quá. Thế hôm nay con có món nào nấu để đãi? Đãi chú đó con. Dạ. Canh chua má. Hả? Ngon chứ? Lại canh chua. 6 tháng này ngày nào tao ăn cơm chua giết, bây giờ người ta nó chua lét thế này. Thì tại con chỉ biết nấu con mỗi món đó thôi à. Trời ơi, phúc đức quá. À, sáng cơm hến, chiều canh chua, lâu lâu nó lại đổi món. Sáng canh chua, chiều cơm hến. Thôi chị ơi, tụi nó còn ở chị á, chị còn có cơm hến canh chua ăn nghe không? Cái món nó dọn đi rồi đó, lúc đó chị muốn kiếm mà canh hến cơm chua cũng có. Cái từ nhưng vui mà, quá. Nhưng mà này, cha mẹ nào cũng có dạy con gái trước khi về nhà chồng, học ăn, học nói, học gói, học mở. Mày á, ở tận ở dưới Gò Công á, mày làm vương làm tướng gì dưới đó mà mày không chịu học nấu ăn. Con đâu có thời giờ đâu má, con rất là bận rộn. Tại vì năm nào á, con cũng phải chuẩn bị đi thi qua hậu hết á. Mà không biết làm sao nghe, con đi thi 7 năm mà con cứ rớt hoài à. Nói từ với má biết không, nhiều khi á con cũng muốn bỏ cuộc rồi. Mà má con á, bà la con, bà nói sao mày ngu quá à? Mày đi thi đi, mấy đứa nó đẹp nó đậu hết rồi á, cuối cùng cũng tới mày à. Đó. Má con hay quá. Nè, con thi 7 lần mà rớt hết hả? Dạ. Nếu mà chú ban giám khảo đó, chú cho con cái giải kiên nhẫn. Cái gì hả? Ừ. Tôi á, mà nếu mà tôi thì tôi cho nó giải. Giải mặt dày. Má, nhưng mà chú Tư biết không, má còn mới nói đúng á nghe. À. Năm rồi nè, con mới đăng ký thôi hà. Là ban giám khảo vừa nghe tên con hả? Là mấy ổng cho con đậu liền. Ủa, sao hay vậy? Thì tại vì mấy ổng sợ gặp mặt con. Có cái đậu liền. Mà chú Tư biết ổng hên thiệt là hên á. À. Con vừa đậu xong á, cái anh Tòng ở Mỹ nè, ảnh à, về. Cái anh gặp con, mà lúc đó con đang ngồi chầm hổm ăn cháo lòng ngoài chợ á. Cái anh chạy lại, ảnh đua nguyên chiếc cà gáo học sòng bự vậy nè. Học xoài hay học xoài? Mày có làm quá lố không vậy? Hơi thấp, hơi lớn. Ừ, vậy thôi. Xong cái con nói, thôi anh đưa chiếc cà gáo học tròn cho tôi đi, tôi chạy cái ghẹ qua bên tiệm vàng bên đường ha. À. Tôi thử mà nếu mà học tròn thiệt á là tôi chịu lấy anh, mà chú Tư học tròn thiệt chứ. Vậy hả? Giỏi quá. Nè, mà chú nghe nói thường thường Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ á, thì trong khi chờ để mà giấy xuất cảnh á, dạ, mấy cô gái Việt Nam hay đi học nấu nướng rồi để mốt qua Mỹ lo cho chồng, phải không? Mà sao bộ con không thích nấu bếp hả? Dạ con cũng muốn á chứ. Nhưng mà anh nói thôi em khỏi cần nấu nướng gì hết trơn á. Sao vậy? Qua bên Mỹ á có food to go gì 4.99 là có rồi. Đó, cho nên khỏi học. Nhưng mà thế ai dạy mày nấu món canh chua ấy? Thì con nghe trên này vô nó ca đó. Cái con biết nấu canh chua, ca ăn vậy nè. Sao? Về đi mua đồ nấu canh chua để cho ba mày bữa cơm trưa. Cứ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Hay quá. Hay cái ngọt quá bạn. Vậy á, cái là con biết nấu canh chua. À vậy hả? Dạ. Thôi. Mày với cái bình đi chợ về cho mẹ, mẹ nhờ để tao nấu cho. Bình ơi, má kêu kìa. Bình con. Ngư Bình hả? Cống tăng cố nương Ngư Bình. Nội quá. Thôi con bảo nó mà con ăn mẹ không sống không á. Hai đứa chúng mày á, dạ, đi chợ đi rồi làm cơm đãi khách. Chưa rồi, đi. Nhưng mà tao đã dặn hai đứa chúng mày á, chúng mày đã nhớ mua những thứ nào chưa? Dạ con nhớ. Chú Tư biết không, hổm hổm á má con kêu đi ra chợ á. Cái kêu ra chợ mua gì mà rau mùi. Mà con đi ba cái chợ luôn mà kiếm hoài không có rau mùi. Cái cuối cùng có con người Bắc đó, cổ chỉ rau mùi là rau ngò đó chú Tư. Tên gì kỳ cục quá vậy? Rau nào mà không có mùi? Thì bởi vậy con mới nói chú Tư, tiếng Bắc với tiếng Nam nó khác nhiều. Bởi vì con mới làm cuốn từ điển nè.
tiếng Bắc dịch sang tiếng Nam. Đó, thấy không? Chú Tư á là bạn của má con á, chú Tư cũng cần phải học nghe chú Tư. Rồi, nè rồi. Con nói chú Tư nghe tại sao tiếng Bắc với tiếng Nam khác nhau này nha. À sao con? Tiếng Nam á bánh tráng thì tiếng Bắc kêu là bánh đa. Hay. Còn dịch sim, tiếng Bắc kêu là con ngan. Còn dọc mùng, tiếng Bắc kêu là ố bạc hà. Tiếng Bắc kêu là dọc mùng. À. Đậu phộng nấu, tiếng Bắc kêu là lạc luộc. À. Còn chả giò, tiếng Bắc kêu là nem rán. À. Còn cái mòn á thì kêu là cái chanh. À. Cái thịt heo á kêu là con thịt lợn. Thịt heo đó. Dạ, con thịt heo. Rắn bụng bò giò heo không kêu là bụng bò giò lợn rứa. Cái món đấy là của người Huế chứ đâu phải của người Bắc đâu. Cái gì? Chị nói gì? Cái món này không phải là của người Bắc hả? Của người Huế đấy. Chị nói thiệt không? Chị đừng có quên nha. Hôm bữa chị nói tôi á, cái mảng cầu dai á, tiếng Bắc kêu bằng quả na đúng không? Đúng rồi. Tôi nghe lời chị vô tiệm, tôi kêu bán cho tôi quả na, bà mẹ đưa tôi nguyên trái lựu đạn. Ê, trời ơi. Ghê vậy hả chú Tư? Thiệt có sao? Thiệt vậy hả? Dạ, trong chơi nhiều cái là sống lắm mà. Thôi, không nói nữa. Gì? Hai đứa chúng mày, hai cô, Công Tằng với lại Hoa Hậu miệt vườn đi chợ đi. Chưa sạch rồi. Đi. Mà. Cái gì? Con họ Khâu Ni mùi hoài. Hôm trước hai đứa ra Phước Lộc Thọ, gặp mấy ba gia bạc cứ nói toàn cá giáo tục ngữ. Có câu ní có không hiểu nè. Câu gì? À, con nghe rồi. Hình như cái câu là gỗ gá cặp lại rồi góp gạo thổi cơm chung. Lạ gì vậy má? Cái gì gỗ gá nghe lạ quá. Không. Nó nói là rổ giá cặp lại. Rổ giá đó. Đúng rồi. À. Thì cái câu ấy có nghĩa là những người mà là đã có một lần giang dở ấy, gặp nhau thì kết nối lại với nhau. À, như vậy thôi. Rửa là giống như chủ tứ về mã hí. Trời ơi, Bình, tao ngầm mày giỏi như vậy Bình. Trời, tao gì mà tao ngu quá mà không ngầm mày Bình lùng mà giỏi dữ vậy Bình. Ngư Bình Công Tăng tốn nữ ngư Bình. Chủ Tư. Gì nữa? Con biết chủ Tư mày vào trước chủ Tư nhìn ảnh mắt lang mang liệt mà con. Chủ Tư không dám nói chứ. Nè, giống như câu thơ Hàng Mặc Tử. Ấp ủng thú ơi lấy nửa lời, tình thú bí thiệt lắm thú ơi. Giờ chưa có mở lời gì. Chủ Tư quá trại bày tâm sự với mà con đi. Trời ơi Bình ơi, tao không ngờ mày giỏi dữ vậy đó hả Bình? Ngư Bình Công Tằng tôn nữ ngư Bình. Trời ơi mệt quá. Dạ rửa. Ừ. Trời ơi, tụi bay là con dâu thì tụi bay làm mai cho bà nhà chồng thấy chết. Không sao không. Mà kỳ quá. Đừng có đẩy tao mà. Kỳ quá. Đừng có đẩy. Đừng có đẩy ra ai tắt. Tự mà. Hai đứa chúng mày chỉ được cái nước té nước theo mưa. Nhưng mà ông anh là dân Nam Kỳ muốn nói gì thì cứ toạc móng lợn ra và nói chứ. Đã gần 10 năm nay rồi mà ông anh không nói gì tới đợi cho hai đứa mình xuống lỗ rồi mới tâm sự. Xuân à, tôi á người Nam thiệt nhưng mà mỗi lần tôi nói chuyện bình thường thì tôi nói hay lắm. Mà sao tới cái chuyện tình cảm này cái tôi khóc hết làm sao á. Không mấy giờ về ngư bên có chú mượn cây đờn. Có cách. Bây giờ về nha. Dạ. Chú sẽ mượn bài hát này để tỏ tình với lại má chồng nha. Bài gì chú? Love Story. Một. Thank you.
đời rất khó, thật là khó quá, ngồi biết nói gì, thật là quá khó, thật là quá khó, ngồi biết nói gì, thật là khó quá, thật là khó quá, ngồi biết nói gì, thật là quá khó, ngồi biết nói gì. Lời rất khó, ôi biết nói gì, thật là quá khó, quá khó, ôi biết nói gì, thật là khó quá, quá khó, ôi biết nói gì, thật là quá khó. Đau đầu gối quá. Anh diễn tả vậy mà tại anh khóc anh không biết hát gì tên á. Bây giờ ý em sao? Nam kỳ mà còn khách sáo hết cả Bắc kỳ. Ôi trời ơi. Con ơi. Sao vậy chú? Sao vậy chú? Trong nhà sao có mưa? Không phải rửa nữa là sai affair của chị sáo. Vậy là mưa đều hai bên rồi. Bây giờ sao? Anh Tư à, em hiểu ý anh rồi. À thôi hơi đợi cuối tuần á, à, thằng Tòng với thằng Phạm nó về rồi á, để em bảo với chúng nó chọn ngày lành tháng tốt rồi em anh dọn sang đây ở với em. Chúng tôi chúng tôi sao không? Đúng đó. Mai một con dự cục mua villa dọn ra ngoài ở mà con ở đấy không mình à. Ờ đúng rồi tốt. Rồi chủ tư dọn quá ở về mà con. Ừ đúng rồi ta. Đằng cho còn người sái vai. Ông sao? Vì yêu mà. Anh sẵn sàng nô lệ tình yêu. Bây giờ vậy à, anh thì người nam mà đã cai giao tục ngữ không có lành. Nhưng mà anh biết được có một câu, đó là thuyền theo lái, gái theo chồng. Ha, bây giờ em muốn anh dọn ở đây ở cái gì? Anh có điều kiện. Điều gì? Là kể từ ngày hôm nay em dứt khoát không nói tiếng Bắc mà phải nói tiếng Nam. Này nhá, đừng có mà được đằng chân lăn đằng đầu nhá. Ông mà lấy được tôi là giống như là mèo mù vớ được cá rán ấy nhá. Ở được thì ở, không thì xéo thẳng. Giỡn chơi mà. Làm dữ quá. Mà con. Dạ. Má chồng con nói cá rán phải là con cá lai con gián. Không phải. Không, con dạ, cá rán là gì? Cá gián là cá chiên đấy chú Tư ơi. Bởi vậy con nói chú Tư đi học tiếng Bắc đi, để mới ở được với má chồng của con. Anh Thi hàng xóm của tôi ơi, anh làm ơn, đúng rồi, anh tắt cái nhạc là đúng rồi đó. Trời, không có tiền bạc gì mà xuân xuân cái gì anh. Có tiền thì ngày thường nó cũng là ngày xuân, không tiền thì ngày xuân nó cũng như ngày thường. Chán. Trong tay không tiền, đời mấy ai thương. Life no money, no sexy girl. Đến lúc có tiền, nhiều kẻ ghét gân. When have money, billboard jealous. Đêm đêm ngao ngán thở dài. Night night so sad I cry. Nhìn lên mà hỏi ông trời. Look up and ask the sky. Giờ tôi biết sống làm sao. How do you want me to live or die?
biết sao giờ đái nữa trời. Anh muốn nhà người ta thì anh phải biết điều. Anh nghĩ sao anh có nhu cầu thì anh vô toilet, vô restroom. Anh đứng ngay đây mà anh đòi đái. Cái gì vậy bà chủ nhà? Tôi đâu có nói đứng đây tôi đái hồi nào đâu. Anh trời. Vừa nói rõ ràng nè, tôi đái đây nè. Trời. Lớn tuổi bận tả giấy vô. Bà chủ nhà, trời ơi, tôi hát là to die, là đi chết đi đó, không có tiền đi chết. Bà qua Mỹ lâu rồi mà không có học ESL gì hết rồi. Suốt ngày có lo tiền không. Bởi vậy tôi nói thiệt, tôi ở ngay Bô Sa, cái chỗ mà bao nhiêu người ta nói tiếng Việt. Tôi học tiếng Anh làm gì? Trời ơi. Cho dai mày đặt học tiếng Anh. Rồi sao chửi lộn rồi nó đòi. Nhờ tôi nói tiếng Việt thuần chủng, tôi chữ mà tôi mới góp được nè, gom được mớ tiền nè. Qua đòi nợ anh à, trời, cái gì nợ gì? Nghèo mày đặt mua vé số nữa. Muốn... trả tiền nhà tôi đi ông. Cái gì vậy trời? Cái gì mà ập tôi trong mặt tôi vậy trời? Thì từ từ đi. Bây giờ cái tiền nhà thiếu có 500 đồng chứ như mà bà chủ làm dữ vậy. Tôi có 100 rồi, chờ đi tôi kiếm bạn mượn thêm 400 đó tôi trả luôn cho bà chủ nha. Còn cái chủ với số kệ bà tôi đi. Tôi mua hên xu vậy đó à. Trúng thì trời cho, trật thì trò chơi. Vậy thôi. Mà nó nghe với số sao kỳ dễ sợ bà chủ. Sao con số Super Loto tôi thấy nó dễ quá à, mà không biết sao tôi mua 10 năm nay nó chất quớt à. Tôi có giái, nếu mà tôi trúng tôi ăn chay một tháng. Mà tôi ăn trước cả năm trời rồi mà chưa trúng bà. Đó là ông khôn tổ bà người ta rồi. Ăn chay bây giờ nó mắc hơn ăn mặn à. Ông nghĩ sao không ông chay? Hả? Ông trả tiền nhà cho tôi là Phật chứng ông rồi. Thôi, Phật trời ông chứng thì kệ tôi đi. Mà tôi nói thiệt, tôi buồn bà chủ lắm nha. Bà là bà chủ nhà, nhưng mà bà phải tôn trọng cái quyền tư ẩn riêng tư của tôi chứ, đúng không? Bà là gì? Đàn bà chưa có chồng. Tôi là trai tân mà, tôi còn trinh khiết mà, trong vắt như nước suối vậy. Bà biết rồi, tôi còn virgin. Mà bà muốn vô nhà tôi, cái bà phóng vô là làm sao? Trời, quyền riêng tư hả? Ừ. Quyền riêng tư cái cù lôi à. Tôi chủ nhà, tôi muốn vô, tôi muốn ra giờ nào ra. Khi nào người Mỹ đi rồi tôi quyền riêng tư. Trả tiền nhà tôi đi rồi tôi quyền riêng tư. Ê, bà vô vậy rồi đủ bữa nào tôi không bận đồ rồi sao? Ông không bận đồ thì ông mắc cỡ chứ mắc gì tôi. Ông ra ngoài đường tao không thấy mấy người nào cỡ chuồng tao mắc cỡ chứ. Mấy người mặc đồ đâu có ai mắc cỡ. Cái gì vậy? Bà nghĩ sao trời ơi, tôi đi rồi qua rồi tôi đúng như cái bà thấy cái thấy hoài có gì đâu mắc cỡ. Bà chưa có chồng ai cho bà thấy mà bà thấy hoài. Tôi thấy của ông đó. Trời. Bà lén lúc mà nhìn tôi tắm hả? Tôi không có lén à nha. Tôi dòm là tôi dòm không thai à. Bị tôi cho ông mướn nhà, cái cửa kiến trong ông không chịu mua tấm màn ông kéo lại. Là mỗi lần tôi thấy mở nước tôi xót của. Tôi coi có tình hình ông tắm sao. Có nước ông mở nhiều hay mở ít. Trời ơi. Rồi tôi mới đi qua, tôi thấy cái vòi nước của ông là nó hư rồi đó. Cái gì vậy bà nói? Vài bữa tôi cho người qua thay lại cái vòi. Ông đang nghĩ cái gì trong đầu ông vậy? Ông đang nghĩ cái gì trong đầu ông? Là tôi đang nghĩ cái đó trong đầu tôi đó. Tại vì bà nghĩ như vậy đó. Chứ người khác nghĩ là bà thấy cái vòi nó chảy toàn liền. Không có chảy, cái vòi nó hư rồi. Rồi tôi mới thấy tiết nước tôi mới qua tôi coi à. Nha, coi bà có đồ quỷ đó sớm con mắt cho được ít lợi gì. Thôi bây giờ tôi nói nghe nè, cái vụ tiền bà thiếu bà 500 bà về đi, rồi bữa khác rồi tôi qua tôi có tiền rồi tôi thanh toán luôn. Rồi cái tiền nhà đó là ngày mai ông trả cho tôi đi, ông yên tâm. Một đồng cũng không có sỏi với tôi đâu à. Tôi ghi nhớ dữ lắm nha. Bây giờ cái tiền nợ ông trả tôi đi. Nợ gì nữa? Trời ơi, ông nợ tôi 5,000. Trời đánh ông quên hả ông? Cái tiền nợ gì 5,000 bà? Nửa đêm 3 giờ sáng tôi đang ngủ, tôi bận áo đầm có 1,5 giây à. Nó sắp đứt tôi chưa kịp may. Ông phóng vô nhà tôi đứt cái sợi dây đó luôn. Còn có 1 giây hà. Tôi mới vịn bên nàng bên tôi nói chuyện ông. Tôi nhớ hoài tôi không bao giờ tôi quên à. Ông nói là ba ông chết bất đắc kỳ tử ở Việt Nam nghe, cho mượn 5,000 về làm đám ma. Cái tôi mới thấy ông là người đàn ông có hiếu, tôi mới cho ông mượn 5,000. Thấy không? Để ông về Việt Nam ông làm ma chay cho ba ông. Còn bên này nè tôi còn tốt, tôi bỏ 100 đồng ra, tôi mới đăng báo tôi thành kính phân u cho gia đình ông. 3 tháng sau tôi không có thấy cái bóng ông đâu. Tôi mới gọi về Việt Nam, tôi không gặp ông, tôi mới gặp ba ông.
tôi giật bắn mình. Tôi mới hỏi: bác ơi bác chưa chết hả bác? Ổng tưởng tôi chù ổng. Ổng chửi tôi banh xác luôn, banh cái điện thoại luôn. Ông nghĩ coi, ông mượn của tôi 5,000 mà bây giờ cái gì vậy? Tôi trúng. Tôi nói cho biết, tôi chửi người ta 2 ngày người ta chưa trúng, mà tôi phà ông có chút xíu gió đâu ra mà ông trúng gió lẹ vậy. Ông ngồi dậy mau, nhấn nhân chung cho ông nè. Cái thứ quỷ ông, người ta bình thường là người ta tỉnh rồi, hô cho cố rồi đâu có nhớ cái nhân chung đâu, cho nên đâu có tỉnh được. Ê, gì? Lấy cho tôi chai nước. Ông dậy ông trả tiền cho tôi, ông đừng có xạo xạo. Lấy chai nước. À. Tôi trúng. Tôi trúng. Gì hoài vậy ba? Ông trúng gì ông nói lẹ, tao biết đường tao đi cứu vậy trả nợ tôi nè. Tôi trúng cái gì? Bà, lấy ở dưới cho tôi. Gì cứng ngắc hả? Chai dầu ở dưới đó. Dầu xanh hiệu con hóa. Chị được bá bệnh. Đúng rồi. Sức dầu hả? Không, tôi bị mấy cái này phải cho tôi hửi dầu thơm tôi mới tỉnh. Nhà ông nghèo quá đâu có dầu thơm đâu hửi. Ê ông hửi tôi tạm đi, tôi thơm lắm. Nè hửi tôi đi. Thơm không? Trời sao mùi dầu gió xanh không vậy? Tại tôi thích chất dầu gió. Trời đất ơi, vậy bà nhào vô người tôi làm gì? Tôi trúng số. Nằm mơ giữa ban ngày hả ba? Không có. Tôi trúng thiệt. Tôi trúng số thiệt nè. Chị cầm đi, chị dò. Tôi đọc cho chị dò. 05 có 14 có 23 có 40 có 35 có số mega số 1. Cái gì vậy? Bà chủ dầu gió xanh hiệu hó cho tôi hửi miếng không ơi. Dầu gió xanh đây. Hửi bà chủ. Đưa cầm. Đưa đọc lại. Ờ. 5 nó 14 yeah 23 ờ 40 ồ 35 yeah số mega là số 1. Tỉnh vậy anh ơi. Anh ơi, bây giờ mình trúng cái này là bao nhiêu anh? Cái này 100 hả anh? 100 triệu hả anh? Không, 120 triệu. 120 triệu. Ờ. Trời ơi, 120 triệu đóng cho nhà nước 60 triệu, mình còn 60 triệu mình xài sao cho hết. Mà mình lấy từ từ thì mình còn 120 triệu, mình xài sao cho hết rồi. Tôi phải lấy cái giấy, tôi viết tên tôi xuống liền. Để có ai lượm mà người ta không có lãnh được. Trời anh ơi, 120 triệu giờ làm sao xài hết anh ơi. Từ đó tới giờ tôi chỉ nghe con số, tôi chưa bao giờ tôi cầm được tờ giấy số chúng anh ơi. Đúng rồi bà chủ, tôi chúng mà sao bà chủ rung quá vậy? Quýu hết trơn luôn, tôi bạn anh mà tôi quýu hết trơn anh ơi. Dung quá anh ơi, 120 triệu bây giờ làm sao xài? Làm sao xài bây anh? Giờ nhiều quá. Rồi, làm sao mình xài? Bà chỉ tôi cách xài đi. Ông cho tôi 1 triệu đi, tôi xài cho ông coi. Bậy, tự nhiên bà gài game rồi lấy của tôi 1 triệu. Anh ơi, anh lại đây tôi ngắm nhìn anh coi. Anh chỉ tôi cái thằng cha thầy bói nào hồi đó coi cho anh á, tôi tới nhà đó tôi đập chết dạ. Cho nói cho anh là số mạc tới đời cháu luôn mà tại sao giờ anh trúng số. Nhưng mà ông bà mình có câu. Câu gì? Đức năng thắng số. Bà biết tôi ăn ở có tâm lắm mà. Tôi hay làm từ thiện. Hãy xin là tôi cho, xin là tôi cho. Nhiều khi chưa xin tôi đã cho rồi. Bà thấy cái mặt tôi xấu xấu chứ kết cấu rất hiền hòa. Bà ơi, tôi hiền quá cho nên tôi phải gặp hiền lành quá đó. Mà sao tôi không có gặp lành vậy? Cái mặt bà chủ cũng hiền thiệt. À. Bởi vì bà mới gặp lành. Bà gặp lành là bà gặp tôi. Ừ đúng rồi, giờ tôi gặp ông rồi tôi lành rồi, tôi có phước rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ bà ông? Bà chủ ngồi xuống dưới đây đi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi nói bà chủ nghe nè. Hồi đó giờ đó. Chỉ có mình bà chủ tốt với tôi à. Cái lúc mà mình nghèo đó, người ta tốt mình mới quý đúng không? Đúng rồi. Người ta nói là cái miếng khi đói bằng một gói khi no. Đúng rồi. Bây giờ về tôi tính vậy, bà ngồi bà xa xa tôi đi nha. Tôi vui quá ông ơi. Đó bây giờ tôi tính, bây giờ tôi lãnh tiền. Bà chủ sẽ là người đầu tiên tôi thanh toán số nợ ha, được không? Nợ gì? Nợ đó, tôi thiếu tiền bà chủ đó. Tiền gì? Tiền 5,000. Ông thiếu tôi hồi nào? Tôi ông có bao giờ thiếu nợ tôi đâu. Cái gì vậy? Ông nói vậy tôi giận nha. Có nợ nần gì đâu. Đó là những lúc mình ngặt nghèo.
rồi tôi giúp đỡ ông. Ông có nợ tôi hồi nào đâu mà ông nói ông nợ tôi. Bay, tôi giận. Không, tôi có nợ bà chủ 5.000 mà. Không, anh không có nợ tôi. Cái đó là tiền bạn bè. Tôi giúp đỡ anh. Anh nói vậy tôi buồn, tôi giận. Trời ơi, trời. Tôi có bao giờ cho anh nợ đâu anh. Trời. Không có. Có. Không mà. Trời, bà chủ làm tôi xúc động, tôi muốn xúc quần luôn vậy. Bà khóc lên kia kìa. Trời ơi, bà chủ tốt quá. Cái gì vậy? Nè, giấy nợ tôi có thiếp bà chủ nè. Đó, Trần Hùng nợ 5.000. Trời ơi, giấy chỉ là một con số ghi nợ thôi mà. Có gì đâu, dễ quá mà anh. Tại sao anh làm những cái điều mà nó khó khăn chứ vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, nó ngon như ăn bánh tráng trộn. Bà chủ, bà đúng luôn rồi. Tôi giận anh quá à. Nước. Hỏi cần nước. Bây giờ cái gì trên người anh tôi cũng nước. À. Nói tờ giấy. Anh nghĩ sao vậy? Tôi với anh là bạn mà anh nói một câu đau lòng quá vậy. Anh đừng bao giờ anh nghĩ vậy. Anh không có nợ nần gì tôi hết trơn á. Trời ơi. Bà chủ nhà ơi. Này. Nhà rộng mà. Ờ. Tôi ở có nghìn. Tôi đẹp nữa. Tôi sợ người ta vô làm chuyện ác với tôi. Anh ở với tôi mừng hết tức. Bắt đầu từ ngày mai mỗi một tháng tôi đưa anh 500. Anh nghĩ sao mà anh có chuyện mướn nhà tôi. Anh làm tôi giận. Tôi giận bản thân. Trời ơi bà chủ. Trời ơi bà. Tại sao anh kêu tôi bà chủ? Tôi là bạn anh mà. Tôi anh kêu tên tôi đi. Tôi kêu bà bằng gì? Anh kêu tên tôi. Đừng kêu tôi bà chủ. Tôi không thích vậy. Bà tên gì? Tôi tên Tuyết. Cái gì Tuyết? Minh Tuyết đó Kiều. Hả? Tôi tên Trần Hùng. Tôi phải tên Kiều đâu. Quên cả tôi mê hai người đó tôi quên. Trời ơi. Mình là bạn. Bạn với nhau. Kêu Tuyết được rồi. Đừng có làm vậy tôi buồn nha. Thôi rồi rồi. Tuyết ơi nghe nè. Sao? Bây giờ cái vụ mà tôi trúng số đó. Ừ. Chỉ có một mình Tuyết biết thôi. Biết không mình Tuyết biết. Bây giờ Tuyết phải giữ bí mật cho tôi nha. Đừng có cho ai biết hết. Ừ. Nha. Chứ mình giờ mình biết. Ý đâu có được. Hả? Cái chuyện này không được nha. Tại sao? Mình có tiền mình phải khoe chứ. Có tiền mà không cho khoe sao nó đã. Có nhiều thằng nó không có tiền mà nó còn nổ banh xác kìa. Tôi biết mà. Bà chủ ơi. Hả? Mấy cái người mà người ta có tiền ít á. Người ta mới thích nổ. Chứ mấy người ta có tiền của nhiều quá người ta nổ làm gì bà chủ. Đúng không? Đúng bà rồi. Chủ biết Chính Chu không? Chính Chu. Chính Chu chồng Hà Phương á. Cộng đồng người Việt biết dữ lắm già. Đó. Người ta tiền tỷ tỷ có đời nào người ta khoe đâu. Tôi bây giờ tôi cũng có tiền có của. Tôi cũng ngang cỡ thứ Chính Chu. Cỡ tôi chắc ta gọi Chính Hồ quá. Được không? Anh giàu mà. Bây giờ kêu anh bằng cái gì cũng được hết trơn á trời. Hùng Chính Hồ. Bà chủ ơi. Dạ. Tôi nói bà chủ nghe cái này. Ông bà mình có cái câu. Nhà nghèo thì phải giữ đầu. Nhà giàu mình phải giữ của, đúng không? Bây giờ tôi có tiền có của rồi, người ta sẽ rình rập, người ta sẽ tấn công tôi, người ta sẽ cướp bóc giật giọt tôi, đúng không? Đúng. Không được rồi. Rồi các siêu mẫu, siêu hậu, siêu sao, các em trẻ đẹp chân dài sẽ nhào nhào vô lấy tôi. Đừng có lấy mấy con đó. Mấy con đó nó phá của lắm. Mấy con cỡ em giữ giữ lắm. Lấy em đem giữ của. Không được. Không được. Tôi phải mua đi chỗ khác thôi. Đừng có mua. Anh mua đâu anh cho tôi mua theo. Bà mua theo làm gì? Anh coi tôi giống như là một cái người giống như chó giữ nhà vậy đó. Hiểu không? Bây giờ mà ai vô nhà vô lấy tiền của anh là tôi cắn nó liền, tôi sủa liền. Anh biết cái thức sức sủa của tôi mà. Hiểu không? Anh phải tin tôi. 12 tuổi mới học lớp 6 thôi là tôi cho mượn tiền góp trong trường rồi. Tới năm học cấp 3 là tôi chủ dạy hội lớn nhất ở trong trường. Tôi giật hội bà cô chủ nhiệm tôi mới bị đuổi học đó. Trời ơi. Trời bà chủ đó. Bà chủ ghê quá vậy. Chứ nếu mà nhà trường không đuổi tôi là tôi học tới CEO rồi. Thiệt. Cho tôi theo đi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi là CEO của anh. Bên không. Cái gì vậy? Tôi đâu biết cái gì đâu. Tôi tới để kiếm Trần Hùng. Kiếm Trần Hùng làm gì? Hả? À, làm gì vô nhà tôi đi ngang ngược vậy? Chủ. Tại sao tôi chủ cả tôi CEO đây ít nhất phải chào tôi tiếng chứ. Chị Tuyết ơi chị Tuyết. Cái gì ạ? Cái đó là chủ nợ của tôi đó. Xã hội đen. Nó đó. Mặc đồ đen. Đeo kiếng đen. Là xã hội đen.
Khó quá vậy. Rồi thấy đường đi không? Và mai qua làm gì rần rần à? Đòi nợ. Ai nợ vậy ông? 7 tháng trước Trần Hùng có gọi điện thoại cho tôi. Ông nói ba của ông ở Việt Nam chết bất đắc kỳ tử. Tôi thấy ông là người con có hiếu nên tôi mới cho ông mượn tiền với lãi suất rất là thấp. Nhiều? Một tuần lấy 1,000. Trời đất ơi, cắt cổ người ta hả cha? 3 tháng sau tôi gọi về Việt Nam, tôi kiếm ổng, tôi không gặp ổng mà tôi gặp ba của ổng. Tôi mới hỏi bác chưa chết hả bác? Trời ơi, ổng chửi tôi banh xác. Hết cái cục pin điện thoại ổng mới chịu ngưng đó. Gì vậy ông nội? Thì nợ 5,000 thôi, cái gì đâu mà dữ vậy? Tôi xin lỗi ông à, bây giờ 50,000, 5 triệu cũng là chuyện nhỏ. Phải ông, anh Hùng, CEO nói đúng phải không? CEO à, anh thấy muốn CEO khủng khiếp không? À, tôi báo cho anh biết, 5,000 đồng bạc thôi. Đừng có làm cái giọng điệu đó, nha, làm cái giọng điệu cho người ta sợ. Thì trả đi. Đây nè, 5,000 này nha, xã hội đen, ra đường bận đồ đen, đeo mắt kính đen. Cầm 5,000 này về, mua thêm cái gậy đi, chứ không hồi té loài con mắt. Tiền nè, làm hết hồn. Tiền lời đâu? Cái gì? Tiền lời. Để CEO lo. Tiền lời, 5,000 nữa luôn, cho mày luôn, nghe chưa? Tháng 7 cúng cũng vậy à, nè. Nhìn vậy giấy nợ đâu? À, giấy nợ. Thấy tôi hay không? Thấy tôi CEO khủng chứ không? Hay. 12 tuổi rồi làm vậy. 5,000 đây. Giấy nợ thôi mà. Có gì đâu, tờ giấy ghi chữ mà làm rần rần à. Tôi báo cho ông biết nha. Mấy ông muốn gì hả? Mấy ông phải nói với tôi. Đừng có cái kiểu đó, ba cái tờ giấy này nó có gì đâu. Hả? Chuyện nhỏ. Tội lộ làm gì? Ông bây giờ không có cửa đâu. Tạ cỡ nào cũng tức. Đừng có dù quên tôi. Tôi có cái chỗ rồi. Trời ơi, biết đi đòi nợ dễ như vậy, chị ba đâu có gồng nãy giờ chưa cho nó mệt nè. Thôi, lần sau mấy đứa có thiếu tiền, muốn vay lãi thấp, nhớ gọi cho chị ba nha. Nha. Ừ. Thôi, chị ba về nha mấy đứa. Thôi, chị ba về nha. Chị ba, sách vở về chị ba. Trời ơi, chút xíu nó quên. Trời ơi. Về nha. Dạ. Cái gian Lý Đức mà bà bước đi Lý Nhã Kỳ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Gì vậy? Bà chủ giống như là người mẹ tái sinh của tôi vậy. Bà chủ tốt quá. Nuốt rồi hả? Trời ơi, lấy nước. Thôi, bây giờ cái gì trong cuộc đời của anh là tôi lo hết Hùng à. Hùng đừng có nói như vậy. Nghe không? Tôi thấy cái thằng quỷ nó vô rồi, tôi mới thấy Hùng tội quá. Con người ta cái ăn cái mặt mà ông nhìn nó tướng không kìa. Hùng ơi, để Tuyết lo cho Hùng. Hôm qua Tuyết có xiết nợ được 2 con bào ngư. Tuyết không có ăn. Tuyết hung nó không à. Bây giờ Tuyết về Tuyết ngâm, Tuyết cắt chiếc xào mì cho Hùng ăn nha. Còn chuyện nữa. Chuyện gì? Tuyết chửi người ta, Tuyết vô dai á, Tuyết đòi nợ, Tuyết chửi. Tuyết phải chưng yến để ăn nó dưỡng họng. Tuyết đem qua cho Hùng ăn nha, để dưỡng da. Tôi biết cái mỏ của Hùng tối ngủ là chảy yến dữ lắm. Tại đâu có khép lại được đâu. Kỳ quá. Biết mà, dưỡng yến luôn. Thấy cưng quá, sao mặc bộ đồ vậy? Hả? Tại sao bộ đồ xúc phạm tôi vậy Hùng? Không có được mặc như vậy. Chứ sao? Từ nay trở đi Hùng đi bên cạnh Tuyết. Hùng có không có ăn mặc như vậy. Bây giờ đây nè, cầm 5,000 liền. Cầm đi, Hùng cầm cho Tuyết vui. Đi ra mua bộ đồ đẹp hơn cái thằng đòi nợ hồi nãy. Nghe không? Mặc bộ đồ hiệu hơn bộ đồ của nó. Đi ngang qua nhà nó, phun bãi nước miếng vô nhà nó, nghe không? Nhớ phun xong rồi chạy, đừng có phun xong rồi đứng. Nó ra nó quánh rồi đi cấp cứu, tướng nó bự lắm. Nha. Đi. Ở nhà rồi, tôi nấu bào ngư cho ăn. Trứng yến cho uống, mua đồ mặc cho đẹp. Để đó tôi lo, CEO lo cho. Đi. Ông Hùng. Dạ. Ông Hùng đâu rồi? Ông Hùng ơi. Ông Hùng ơi. Ông Hùng ơi. Ông Hùng.
mày ăn nào vô không giống ông Hùng. Bà điên rồi hả? Hả? Bà vô nhà người ta, bà thấy người ta ngồi như Phật bà Quan Âm, bà cũng biết thắp ba cây nhang nữa hả? Bà xà ngang, bà đó bạc bạc, bà con gái không có duyên dáng gì trơn. Bà giao bà kiếm ai bà phà vô mặt tôi dữ vậy? Hả? Tôi không có kiếm bà. Kiếm ai? Tôi đi kiếm thằng cha Hùng. Nè tôi báo cho bà biết nha, anh Hùng nha. Thằng nào là thằng cha Hùng? Bà mắc gì bà vô đây bà làm gì bà la lớn? Thằng cha Hùng mà mướn nhà của bà đây này, xe phòng đây này. Mướn ở nào? Ê, thằng cha Hùng. Mướn nhà nào? Thì đây. Tôi mời anh ở chung. Hả? Mướn ở nào? Tôi khẳng định với chị, ngày mai chị ra đường chị nói nha, anh Hùng là tôi mời anh ở chung nhà cho nó vui. Ừ, thì sẵn đây chị mời ông ở nhà chung. Rồi tôi kể cho chị nghe là ông đang mắc nợ tiền của tôi. Nợ nhiêu mà dữ vậy? $5,000. Cha này chỉ mượn, làm như mượn đồng phục cho ta. Rồi sao? Ê, tôi kể bà nghe. Cách đây mấy tháng, nửa đêm nửa hôm tôi đang ngủ, chả gọi điện thoại cho tôi giật bắn mình dậy. Chả nói là cha ông bị mất đột ngột. Thế là tôi mới nghe, tôi nghe vậy cái ông phóng qua nhà tôi. Ông năn nỉ tôi, ông bảo là hả, cho ông vay 5,000 để ông về ông lo tang chay cho ba ông. Thế tôi thấy ông này hóa ra là người con có hiếu. Thế tôi mới lén lút chồng tôi lấy 5,000 cho ông mượn. Thế là ông mượn mà 3 tháng sau tôi thấy chả có trả lời trả vốn thì tôi mới điện thoại tôi tìm ông. Tôi điện thoại lại không gặp ông, lại gặp ngay ba ông. Tôi mới hỏi, ô bác ơi, thế chẳng hay bác chưa chết à? Thế tôi vừa nói xong câu đấy, mẹ ông già ông mắng tôi xa xả, mẹ bắn luôn cái điện thoại luôn. Nên là hóa ra ông lừa tôi, ông già ông đâu chết. Đấy, à, bây giờ trốn nợ tôi, qua tới Mỹ rồi lại không thèm gặp tôi. Cái tiệm của tôi là 7-Eleven, ông không dám bén mảng. Ông lại đi qua bên đối diện đường ấy, ông vào cái tiệm 99 cent ông mua đồ, thế mới kinh không? Chuyện thường thôi, ban ở người ta không mua đồ của bà. Anh Hùng bây giờ ảnh có thể mở cả một cái tiệm 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 10 đồng, 100 đồng nha. 5,000 đối với ảnh bây giờ không có là vấn đề gì hết trơn á. Đã có CEO ảnh lo cho ảnh rồi. Trời ơi, 5,000 còn không có tiền trả, còn bị đặt mở 7-Eleven 1 đồng, 2 đồng. Ôi, đâu tiền đâu ra mà trả. Tôi nói với bà biết nha, chồng tôi ấy nói với tôi ấy, nếu mà ngày hôm nay là Tết nhất đến rồi mà ông Hùng không trả nợ cho tôi ấy, cái luật người Việt Nam là Tết không có mắc nợ nhau đúng không? Không. Tôi về. Người Việt Nam là không có mắc nợ qua năm. Đúng rồi. Thế là chồng tôi về là bóp cổ tôi chết vì không có lấy được nợ đấy. Bà có cái... Ngày mai tôi đem qua cho ổng 10,000, tôi kêu bóp cổ bà chết cho rồi đi. Nha. Bà ồn quá. Có 5,000 thôi mà. Thì bà nói tôi tiếng bà qua bà kêu anh Hùng bà chửi xa xả à. Nè, bây giờ bà cầm 5,000 này về. Thấy không? Bà tới thẳng vô mặt chồng bà đập vô mặt chồng bà vậy nè. Đó, nghe tiếng đập chưa? 5,000 nè. Trời đất ơi, làm gì mà rần rần à. Hóa ra bà trả nợ tiền cho tôi hả? Tôi cảm ơn bà nhé. Đây còn luôn tờ giấy nợ này. Giấy nợ thôi mà. Tờ giấy ghi con số thôi mà. Mấy người sao rần rần quá. Lần sau anh Hùng có thiếu tiền nhiêu, cứ đem giấy nợ qua đây cho tôi. Một tờ giấy nhỏ quá mà sao mấy người cứ làm rộn ràng. Giấy thì để làm gì? Giấy nợ là để xé ha, xé xong làm gì? Tiêu quỷ à. Nó bình thường à. Trời ơi, thằng cha chồng tôi á, chả thấy tôi lén lút cho ông Hùng mượn tiền là cha đã bảo tôi bị thần kinh rồi. Hôm nay tôi qua tôi gặp bà còn trả nợ cho ông mà bà còn nhai luôn tờ giấy nợ. Tôi nói chắc chắn một điều là bà bị điên chắc. Con mẹ anh ấy bị điên rồi. Đi trả nợ. Này, tôi sẵn đây tôi kể cho bà nghe. Bà tốt tính quá. Mà ông Hùng á thì thằng cha đấy cha thất đức lắm. Tôi mà không chị... có nghe. Phải nghe đi. Đây đây không phải. Mẹ lì dễ sợ, kể chuyện bất chấp dễ sợ luôn nha. Tôi nhiều chuyện. Tao không nghe mà bắt tao nghe. Chị không nghe thì thôi, chị cứ ngồi đấy đi, em qua đây em kể chị nghe. Đấy, thằng cha Hùng đấy là cha chơi super loto 6 số. Chơi mà nuôi mãi 10 năm nó có trúng đâu. Mà tôi bảo đổi số cho nó may, ổng lại không, ổng không đổi. Thế là ổng nuôi đúng 10 năm không trúng. Một ngày kia, ổng đi về Việt Nam một tháng chơi. Ổng lại không dặn tôi mua mà tôi cũng quên không mua vé số cho ổng. Thế đùng một phát nó lại ra đúng 6 số y chang như của cha hay đặt mua. Thế là người ta lại trúng 120 triệu mà ổng không trúng. Ông nghe cái tin đó, ông lật đật, ông bay từ Việt Nam về Mỹ. Ông đứng, ông nhìn con số, ông nhìn kết quả. Ông khóc, ông dãy đành đạch như cái thằng điên.
ngờ thách đức quá, rồi đâu có trúng số. Cái gì vậy chị? Bà mới nói gì? Thì ổng không có trúng số mà là ổng trúng gió. Thì đấy, người ta là người ta trúng số, nhưng mà ổng cũng trúng số mà bị cái ổng trúng khác ngày. Trời ơi, mỗi lần mà tôi kể cái chuyện này cho ai, tôi kín tiếng lắm mà tôi kể cái là người ta cứ lăn quay, người ta cười. Chị đừng có cười. Chị rảnh không? Rảnh. Chị làm ơn chị ráp lại tờ giấy nợ giùm tôi với chị. Trời ơi, kinh này chị nhai nát rồi sao mà ráp được. Mà công nhận nữa nha, tôi cứ kể cái chuyện này ra, ai người ta cũng lăn quay ra, người ta mắc cười mà người ta ngất luôn đó. Ủa chị, sao em kể chuyện hay thế mà chị lăn quay ra chị ngủ rồi chị? Chị ơi, chị ơi, ê này, đàn bà người ta ngủ ấy là cái ta ngủ dáng đẹp, chị ngủ cái gì mà banh càng ra kinh quá. Chắc là ăn giấy nợ no rồi, ách tắc nên ngủ. Trời đất ơi, Tuyết của lòng tôi. Trời ơi, sao Tuyết mới nằm sóng xoài giống như Bạch Tuyết ngủ trong rừng vậy nè. Chị qua. Ủa, chị qua đây làm gì vậy? Sao chị không có buôn bán vậy? Chị qua đây làm gì? Chị qua. Tôi qua đây tôi đòi nợ của ông đây. Trời ơi, Bạch Tuyết bà ngủ hay giật mình lắm. Cái vụ 5,000 đó. Nói chị ơi, bây giờ chị về bển đi. Tôi từ tôi lo cho chị. Tôi đi làm thì kiếm tiền sẽ lo cho chị. Đi. Còn, chị muốn cái gì tôi cũng chịu chị. Được không? Bây giờ đi. Ra. Đừng có nói tiếng gì. Chị đưa lấy đây. Thôi. Nói chả nghe cái gì mà nói tới đâu cứ mưa văng tới mặt tôi đấy. Kiếp người đâu mà cái răng nó hô, mẹ nói chuyện ke nó bay đầy mặt lên. Mẹ văng cứ như xì keo ấy. Chị Hoa. Đây này, bây giờ, đây, anh bình tĩnh, tôi nói cho anh nghe. Để một cái chuyện lên đi đây, rất là động trời. Tôi qua tôi vừa kể cho con mẹ Tuyết nó nghe. Thế thì là con mẹ Tuyết nó quyết định, nó trả cho ông 5,000 rồi. Nó còn ăn nuốt luôn tờ giấy nợ, nó lăn đùng ra nó ngủ luôn kìa. Bà Tuyết trả cho tôi 5,000. Đúng rồi, bà Tuyết trả luôn. Nuốt luôn tờ giấy nợ nữa rồi. Đúng rồi. Trời đất ơi, giấy mà bà làm như gỏi sao bà cứ nhai nuốt hoài vậy trời. Thì thấy. Bà Tuyết bà, trời ơi, chắc ăn no quá, chắc nằm phát ách đây. Lăn đùng ra ngủ. Bởi vậy, bà tốt quá. Ừ. Tao thấy bà trả nợ cho tôi vui trong lòng quá, sẵn tôi mới dịp tôi kể cho bà nghe cái câu chuyện mà cái vụ mà ông nuôi Super Loto 6 số mà nuôi 10 năm không có trúng. Đó là cái vụ mà ông sau cái 10 năm ông mua mà không trúng, ông đi về Việt Nam nó lại ra đấy, hóa ra là ông bị trúng số hụt đấy. Mà không hiểu sao tôi kể sao, ủa sao tôi kể đâu mà ông mặt ông đơ như cây cơ vậy. Bà nói với bà là tôi trúng số hụt hả? Ừ, thì tôi kể cái vụ ông trúng số hụt cho bà nghe đây. Trời đất ơi, bà rảnh quá. Ừ. Bao nhiêu người chết sao bà không chết đi? Trời đất ơi. Tại sao bà nói cái chuyện tôi trúng số hụt là chuyện của tôi mà, đâu có liên quan gì tới bà. Tại bà kể bà là kể làm gì? Thì có làm sao, tôi kể nghe vậy. Người thật việc thật mà. Bà hại tôi rồi. Trời ơi, bà biết tôi trúng số hụt, bà đâu có cung phụng cho tôi nữa. Trời ơi. Cái gì? Hóa ra là từ nào giờ là ông gạt bà cái vụ trúng số hụt đấy, là cái vụ trúng số này để bà phục tùng ông đấy hả? Ôi rồi ôi, ông sống ác nhân thất đức quá, như vậy là không có được rồi. Kiểu này là không được rồi, ông vừa lừa cái vụ ba ông xong bây giờ ông lừa luôn cái vụ bà này. Ông có cách nào ông cứu bà đi chứ không được. Nè, tôi đính chính nha, tôi không hề lừa nha. Cái này là bà hoàn toàn bà dâng hiến, tôi không hề đòi hỏi gì hết nha. Thôi, cái vụ dâng hiến thì tôi không biết, chứ mà bây giờ bà ngất cái kiểu này là ông, tôi biết rồi. Cái kiểu này là bà Tuyết này, bà là không bao giờ mà mê trai nhá, bà chỉ mê tiền thôi. Ông tính cái kiểu mà bắt con tép, ông bỏ con tôm đúng không? Tôi nghĩ là bà định thả con tôm, bà bắt con lobster đó chứ. Không, ông bỏ con lobster, ông bắt con king crab. Không, tôi nghĩ là bà bỏ con king crab, sẽ bắt con còng gió. Hả? Con còng gió là ông đấy, đúng rồi. Không, bây giờ cứu bà đi. Bây giờ phải cứu bà đi, phải cứu bà. Phương pháp cổ truyền, bà thích dầu gió xanh, hiểu con ó. Đâu, dầu gió đâu? Đâu, dầu gió, đây, dầu gió đây. Thủy liền, ngay. Tuyết ơi, dầu gió xanh hiểu con ó, chữa bá bệnh, Tuyết ơi. Đây, tỉnh rồi, đây, bà tỉnh rồi.
Tôi muốn chọn option 2. Là cái gì? Là option gì? Nếu không trả cho tôi 25,000, chở thẳng tôi ra nhà hoàng đi. Tôi không muốn sống nữa. Tôi chết cho mấy người coi. Ê, đấy. Tuyết ơi. Trời ơi, chết rồi. Thấy chưa, tôi nói bà này bà mê tiền lắm. Ông có cách nào ông trả tiền cho bà đi. Chứ không bà chết kiểu này, đột tử là chết. Trời, Tuyết ơi, Tuyết. Bình tĩnh lại đi Tuyết, tỉnh đi Tuyết. Tôi hứa với Tuyết, bây giờ Tuyết mà tỉnh dậy, mùng 1 Tết tôi sẽ quỳ xuống tôi cầu hôn Tuyết. Tôi sẽ lo cho Tuyết suốt cuộc đời này, làm con ăn người ở gì cũng được. Tôi trả Tuyết 25,000 nha Tuyết. Cái dậy gì? Đi Tuyết. Cái gì? Cái cù lôi á. Trời, ông nghĩ sao mà ông bán tới 25,000? Ông bán mắc vậy hả? Từ đó tới giờ tôi cúc cung tận tụy, chắc chiêu từ đồng từ cắt. Trời ơi chị Hoa ơi, chị thấy không, bây giờ 25,000 đâu phải ít đâu chị Hoa ơi. Người ta bán, người ta bán, người ta cho bà có 25,000 bà mua đi cũng được mà bà. Trời ơi tôi chết cho ông coi, đập đầu tôi chết cho ông coi. Ông ơi, bà cũng lựa chỗ bà đập quá ta. Trời ơi, ông nghĩ sao rồi, ông nghĩ sao? Ông trúng giấy số giả mà ông lừa gạt tôi. Tôi định giỡn chơi chút xíu, ai ngồi đâu tính chơi thiệt. Cái gì, 25,000 đâu phải ít. 25,000 giờ tôi mua một vòng rồi trời. Cứu bà đi, có 25,000 bà. Đưa bà đi cấp cứu đi, bà đi cấp cứu đi.